Cho đến hôm nay, các ngân hàng lớn nhỏ hầu hết đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 cũng như kết quả kinh doanh của 6 tháng đầu năm. Một điểm chung hiện lên đó là lợi nhuận của các ngân hàng đã khá hơn so với năm 2013, đi kèm là bức tranh nợ xấu vô cùng ảm đạm. Nợ xấu không chỉ tăng mà còn tăng mạnh ngay cả khi ngân hàng không tăng nổi tín dụng. Nợ siêu xấu là nợ có khả năng mất vốn, nợ nhóm 5. Đây thực sự là khoản nợ làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh trong 6 tháng qua. Dẫn đầu về nợ có khả năng mất vốn ở thời điểm này là Vietcombank công băng với 4.765 tỷ đồng, tăng 70% so với cách đây 6 tháng và chiếm hơn một nửa tổng nợ xấu. Tiếp đến là việc tin băng với 3.172 tỷ đồng với nợ có khả năng mất vốn, tăng 40% so với đầu năm. Tổng nợ xấu của ngân hàng này tăng 2,5 lần. Do nợ xấu tăng nhanh và chiếm tỷ lệ cao, nên các ngân hàng đều phải dành một khoản tiền lớn hơn rất nhiều so với năm 2013 để trích lập dự phòng rủi ro. Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng gửi về ngân hàng nhà nước, thì nợ xấu đến cuối tháng 5 chiếm hơn 4% tổng dư nợ và tăng liên tục từ đầu năm tới nay. Với kết quả kinh doanh của các ngân hàng vừa công bố, chắc chắn nợ xấu sẽ còn tăng nữa trong các kỳ báo cáo tiếp theo.